Chào cả nhà đã đến với kênh Thanh Trúc Channel nha. Bây giờ mình sẽ làm một cái món ăn nữa, từ làm từ hến. Đó chính là cái món hến mình sẽ tẩm với lại khoai lang và mình chiên giòn nha. Thì ở đây là mình hồi hồi sáng thì mình đã ăn một cái phần hến mình xào sả ớt rồi, thì còn lại một phần mình sẽ chừa lại và mình sẽ làm cái phần hến chiên giòn nha. Hến tẩm bột với lại khoai lang mình đem chiên giòn. Đây, hến của mình đây đã sạch sẽ, đã rất là ngon rồi. Và mình sẽ khoai lang á, mình sử dụng đây là khoai lang Nhật. Thì khoai lang của mình sau khi mà mình gọt vỏ xong đó thì mình sẽ lấy cái dao bào đó, hoặc là mình có thể sắc cũng được, mình sắc mỏng 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 như nè, mình ngâm trong nước để cho nó ra hết mủ, rồi mình sẽ rửa, mình để gáo và mình sẽ sử dụng cái bột chiên giòn. Thì mình sử dụng cái loại bột này nè, cái bột chiên đa dụng này nè, thì mình có thể chiên giòn bất cứ cái gì, rau củ hay là thịt cá gì, tôm hải sản gì đều được hết. Đấy thì cái loại này mình đa dụng, mình sử dụng gì cũng được. Đó, rồi mình sẽ lấy phần bột, cái này thì một hồi mình pha với nước cho nó sệt sệt. À, nó sẽ không có theo một công thức nào hết, tại vì cái phần bột này mình để tùy theo cái lượng đồ mà mình làm. Mình cho cái phần nước vào và mình sẽ quậy lên cho nó mịn và nó sệt sệt là được rồi, đừng quá lỏng cũng đừng quá đặc. Rồi mình sẽ cho thêm là bột nêm, là tiêu và hành để mình trộn chung với lại hến. Rồi mình rửa cái khoai lang nó sạch sẽ và mình để ráo rồi thì mình sẽ trộn chung với lại là hến nè, rồi hành nè, bột nêm và tiêu. Rồi phần bột mình sẽ quậy lên cho nó sạch sẽ, sau đó mình trộn tất cả lại và mình sẽ múc vào một cái muỗng hoặc một cái giá gì đó và mình để lên cái chảo chiên dầu á, chảo dầu nóng mà mình chiên thôi. Mình sẽ ăn kèm với rau sống và nước mắm chua ngọt nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào để mình làm món này. Bây giờ mình quậy cái bột nè, cái bột mình hòa tan với nước mà cho nó sệt sệt như thế này nè, nó đừng có quá lỏng mà nó cũng đừng có quá đặc nha, nó sệt sệt vậy nè. Rồi để mình trộn một hồi với lại hến với lại khoai lang đó thì nó sẽ vừa, nó sẽ đặc lại nha, nó sẽ không có bị quá đặc mà nó sẽ cũng không có quá lỏng để mình chiên không được nha. Thì bây giờ mình sẽ hòa tan vào phần hến nè. Hến thì mình sẽ trộn với lại hành với tiêu đồ rồi xong đó mình sẽ cho các phần khoai lang vào và mình đổ bột vô nha. Rồi mình trộn đều tất cả rồi mình bắt cái chảo dầu nóng lên rồi mình sẽ đem mình chiên cái phần khoai lang của mình nè, rồi với lại hến với lại cái phần bột đó thì mình trộn đều như thế này rồi mình để cho nó thấm. Sau đó thì mình sẽ bắt cái chảo nóng lên, mình cho nhiều dầu vào và mình sẽ múc từng muỗng như thế này. Có thể là múc sẽ lớn hơn, thì cái muỗng này nó hơi nhỏ thì mình sẽ lấy cái giá to chút xíu. Mình múc vừa khoai, vừa hến và vừa bột đó. Rồi mình sẽ cho vào giống như mình làm tương tự như tép chiên bột vậy đó. Nó giống vậy đó. Thì thay vì mình làm tép thì bây giờ mình làm hến nha. Đó, thì mình sẽ làm như vậy rồi mình chiên cho nó giòn rồi mình sẽ ăn kèm với rau sống với lại nước mắm chua ngọt nha. Mình bắt cái chảo dầu lên rồi mình cho dầu vào nha, bắt cái chảo rồi cho dầu vào cho nó nóng. Sau đó thì mình sẽ múc những cái giá như thế này nha và mình chế vào mình chiên. Đấy. Chiên giống như là tép chiên bột vậy đó. Đó. Cái mình để cho nó giòn cái mình chở mặt lại là xong. Rồi mình sẽ chiên giòn tất cả cái phần bột. Rồi đến khi xong thì mình gấp ra cái khay và cái dĩa mình có lót cái giấy thấm dầu cho nó thấm bớt cái dầu. Và mình sẽ để và mình sẽ ăn nha. Món này sẽ rất là nhiều canxi nha. Còn hến á, hến, ốc hến rồi, rất là nhiều canxi. Mình ăn cái này bổ sung thêm canxi. Và mình ăn cái này thì mình có thể gói bún hoặc là ăn cơm. Nhưng mà cái này mình ăn không á, mình chỉ gói rau thôi và chấm nước mắm chua ngọt thì nó sẽ giảm bớt cái lượng tinh bột của mình khi mà mình ăn thêm bún hoặc ăn cơm nha. Mình ăn cái này không chấm gói rau, chấm nước mắm chua ngọt là ok rồi. Đây mình chiên ha và mình sẽ gấp ra, ví dụ như cái nào mà nó vàng rồi đó mình gấp ra mình để gáo xong rồi mình cho vào cái dĩa này ha. Đấy thì mọi người thấy không, cái miếng của mình ha, nó rất là vàng ngon và khoai của mình nó giòn giòn khú giống như khoai chiên á thì rất là ngon nha. Mình hồi mình sẽ gói rau kèm theo ăn rất là ngon đây. Vàng ươm, khoai vàng ươm và rất là ngon, rất là dẻo và bột. Cục bột giòn giòn á, khoai lang chiên mà số 1 luôn.